Nhưng khi làm tại đây thì em thấy cảm thấy rất chi là ưng ý. Giá cả thì hợp lý và chất liệu thì rất chi là ok. Em chào anh chị ạ. Hôm nay bên em nội thất Hapro qua nhà mình để bàn giao nghiệm thu sản phẩm. Sau một thời gian hai bên đã thống nhất các ý tưởng sản xuất thiết kế thì hôm nay bên em lên để bàn giao toàn bộ công trình, tủ bếp, tủ áo, giường, các phòng ngủ, phòng khách, sofa, kệ tivi, còn chất liệu gỗ an cường thì em hôm nay lên để mong xin ý kiến của chị đóng góp thêm cũng như là cho bên em cái cảm nhận, sự góp ý của anh chị. Thì về cái cảm nhận của em về bên nội thất Hapro bên mình thì ngay từ đầu khi bản thân em tiếp xúc và đến với showroom của bên Hapro, em cảm thấy là tất cả cái nhân viên bên mình đều có trình độ chuyên nghiệp riêng và có cái nhiệt huyết với khách hàng riêng. Khi bản thân em thấy là mọi người đưa ra những cái ý tưởng rất chi là phù hợp với kinh tế, phù hợp với hoàn cảnh và phù hợp với môi trường của khách hàng. Và đến ngày hôm nay khi lắp đặt các sản phẩm đây, em cảm thấy rất chi ưng ý. Ban đầu em còn cảm giác và có những cảm giác là hay là bên mình có những trình độ chuyên nghiệp như thế, khả năng là mình có thể nhu cầu làm được không. Nhưng khi làm tại đây thì em thấy cảm thấy rất chi là ưng ý. Giá cả thì hợp lý và chất liệu thì rất chi là ok. Xin cảm ơn anh chị và Hapro xin chúc anh chị về nhà mới gặp nhiều may mắn và gia đình luôn luôn hạnh phúc vui vẻ. Chúc anh chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ở ngôi nhà mới cũng như là thành công nhiều trên công việc kinh doanh cũng như là cuộc sống ạ. Cảm ơn anh chị.